Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Do gì nhiều trang bị hiện đại bất ngờ trên Mazda CX-8 sắp được bán ra và xe có thể sẽ được lắp ráp tại Việt Nam. Mazda CX-8 sẽ được lắp ráp trong nước như đàn em CX-5 và sẽ có một số trang bị hiện đại hơn hẳn, chứ không đơn thuần chỉ là một phiên bản CX-5 phóng to. Theo chia sẻ từ phía đại lý, Mazda CX-8 nhiều khả năng sẽ được Thaco lắp ráp ngay từ lô bán hàng đầu tiên tại Việt Nam. Mẫu xe đã có tại nhà máy để các đại lý có cái nhìn trực quan nhất về mẫu xe mới. Thông số kỹ thuật chi tiết của 3 phiên bản CX-8 sắp mở bán cũng đã có, trong đó gồm có một số trang bị lần đầu có mặt trên xe Mazda tại Việt Nam. Thứ nhất là Cruise Control thích ứng. Mazda Radar Cruise Control là công nghệ an toàn tiên tiến hàng đầu được đưa lên xe Mazda lắp ráp trong nước. Mẫu xe được trang bị là CX-8. Hiện đại hơn tính năng ga tự động thông thường, Mazda Radar Cruise Control ứng dụng sóng radar để xác định tốc độ và khoảng cách với xe phía trước để tự điều chỉnh tốc độ và khoảng cách phù hợp trên chiếc CX-8. Người lái hoàn toàn không cần can thiệp vào chân phanh và ga khi xe phía trước thay đổi đột ngột tốc độ, mà thao tác đó tự chiếc xe sẽ thực hiện. Camera 360 độ. Mazda CX-8 là mẫu Mazda đầu tiên tại Việt Nam có camera 360 độ. Trang bị này khá hữu ích với một chiếc crossover 7 chỗ lớn khi di chuyển trong phố đông. Ghế da Nappa. Nappa là loại da cao cấp trên ô tô. Ưu điểm của loại da này là mềm và mịn. Da Nappa thường được sử dụng trên những dòng xe cao cấp. Đây cũng là loại da được bọc cho ghế của CX-8. Sưởi ghế. Ghế xe Mazda CX-8 ngoài bọc da Nappa cao cấp còn có thêm tính năng sưởi. Tuy nhiên, sưởi ghế có lẽ không phát huy được hết công năng khi sử dụng tại Việt Nam, một quốc gia có khí hậu nóng bức, nhất là ở phía Nam với nhiệt độ cao quanh năm. Trong khi đó, tính năng thông gió ghế có khả năng sẽ lại không xuất hiện trong mẫu xe này. Apple CarPlay. Hiện nay, có nhiều người dùng tự tìm cách nâng cấp Apple CarPlay cho màn hình giải trí nguyên bản theo các mẫu xe Mazda 3, Mazda 6 và CX-5. Tuy nhiên, khi can thiệp vào, màn hình xe không còn được bảo hành. Trên CX-8 có sẵn Apple CarPlay với hệ điều hành iOS 12 trên iPhone. CarPlay ngày càng hữu ích khi có thể thực hiện được cả bản đồ Google Maps. Ngoài ra, CarPlay còn hỗ trợ hiển thị nhiều ứng dụng khác của iPhone lên màn hình, giúp cho việc sử dụng thuận tiện hơn. Mặc dù có nhiều trang bị hiện đại hơn CX-5, mẫu xe CX-8 có thể sẽ thiếu đi cửa sổ trời. Ngoài ra, trong thời gian đầu, CX-8 sẽ không có màu đỏ Soul Grade Crystal. Mazda CX-8 sẽ được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản gồm có Deluxe 2WD, Premium 2WD và Premium AWD. Giá tạm tính cho 3 phiên bản này là 1 tỷ 149 triệu, 1 tỷ 269 triệu và 1 tỷ 319 triệu đồng. Xe được dự kiến ra mắt và về đại lý trong khoảng tháng 6 này. Các bạn đang xem video trên kênh Dazzle Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.